Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tới quay trở lại với kênh YouTube Vinly. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là phương pháp vẽ biểu đồ giá cho chứng khoán. Thì sau nhiều năm phát triển, những nhà giao dịch trên thế giới họ đã phát triển vô cùng rất là nhiều loại biểu đồ cho giá chứng khoán. Nhưng mà vì thời lượng video có hạn cho nên mình xin đề cập và chia sẻ với các bạn những biểu đồ giá chứng khoán thông dụng nhất hiện nay. Và một trong những cái đó mình bắt đầu bằng bar chart, tức là biểu đồ thanh. Thì trong cái biểu đồ nói chung, hay là trong cái biểu đồ bar chart này đó, thì cái cột vertical đó, cái cột tung á, là sẽ là cái cột giá. Và cái cột horizontal, tức là cột hoành đó, là sẽ là cái cột thời gian. Thì mỗi một thanh này đó sẽ biểu thị trong một cái khoảng thời gian nhất định. Và cái độ dài của cái thanh đó sẽ biểu thị cho cái biên độ giá dao động. Thì các bạn tự hỏi tại sao khi mà cái thanh này nó làm sao nó biểu hiện được giá mở và giá đóng. Thì cái nhỏ nhỏ chút xíu ở bên tay trái đó mình sẽ là giá mở, cái nhỏ nhỏ chút xíu chìa ra, cái cành nhỏ nhỏ chút xíu chìa ra bên tay phải đó là sẽ là giá đóng cửa. Thì cái mức giá cao nhất nó có thể nó hơn cái giá đóng cửa chút xíu, và mức giá thấp nhất nó có thể nó thấp hơn cái giá đóng cửa. Thì đối với cái biểu đồ bar chart này đó, biểu đồ thanh này đó, cái quan trọng nhất mà mình phải để ý đó là cái giá mở cửa và cái giá đóng cửa. Thì hai cái mức giá này đó, nó sẽ biểu hiện được tâm lý của các nhà đầu tư hay các nhà giao dịch trong suốt một cái khoảng thời gian. Thí dụ như nếu cái thanh này biểu hiện là một ngày đó, thì cái giá mở cửa sẽ biểu hiện cho cái giá là các nhà đầu tư bắt đầu muốn giao dịch, và cái giá đóng cửa sẽ biểu hiện cho cái giá mà giá close đó, là các nhà đầu tư có càng đủ can đảm để giữ cái cổ phiếu này với cái mức giá này qua đêm. Đó, thành ra là nó có cái ý nghĩa quan trọng như vậy. Cái ví dụ này đó mình chỉ áp dụng cho ngày, cho tuần trở lên thôi. Còn đối với những cái người day trade giao dịch trong ngày đó thì cái ví dụ này nó không có được ví von và chính xác cho lắm ha. Xong rồi đó, khi mà mình nhìn xuống cái phần ở dưới đó các bạn, thường thì những cái biểu đồ họ sẽ có những cái thanh chọi lên đó. Cái đó nó không phải là cặp chống giặt ngoại xâm ở Bạch Đằng Giang nha mấy bạn. Những cái thanh này nó là volume, nó là số chứng khoán giao dịch tại cái giá biểu thị ở trên. Thì số lượng volume này đó, cái số lượng chứng khoán giao dịch này đó, nó rất là quan trọng. Tại vì mọi cái tính toán của chứng khoán nó đều dựa trên thống kê hết. Mà thống kê đó thì số lượng rất là quan trọng. Ví dụ một cái giá mà chỉ có một chứng khoán giao dịch so với lại một cái giá mà có 1 triệu chứng khoán giao dịch, thì cái giá có 1 triệu chứng khoán giao dịch đó, nó sẽ mang cái tầm quan trọng lớn hơn là cái giá một cái chứng khoán giao dịch kia. Nó bất thường quá, nó không có mang cái tầm quan trọng bằng. Cho nên đó, trong tất cả các loại biểu đồ mà các nhà giao dịch sử dụng đó, luôn 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 là có cái biểu đồ volume này ở bên dưới nha các bạn, không thể nào mà bỏ qua được. Bây giờ mình qua cái tính chất của bar chart, tính chất của cái biểu đồ thanh. Thì cái biểu đồ thanh này đó là nó sẽ bao gồm tất cả những cái dao động rối loạn của giá ở trong cái khoảng thời gian đó. Xong rồi đó là nó bao gồm 4 điểm quan trọng, đó là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Bởi vậy cái biểu đồ bar chart này đó, nó bao gồm tất cả các thông tin, những thông tin nhiều nhất. Biểu đồ kế tiếp đó mình sẽ nhìn nó là biểu đồ line chart, tức là biểu đồ đường. Thì cái biểu đồ này đó, nó chỉ bao gồm giá đóng cửa thôi các bạn, nó không bao gồm tất cả giá trong khoảng thời gian đó. Thí dụ như biểu đồ ngày, nó không bao gồm giá cao nhất và thấp nhất trong ngày, nó chỉ bao gồm giá đóng cửa mà thôi.
Thì cái lợi đầu tiên của cái biểu đồ này đó thì là nó sẽ loại trừ tất cả những cái râu ria giá cao giá thấp trong ngày, sẽ loại trừ hết, nó sẽ cho thấy mình nó sẽ biểu hiện cho mình cái đường đơn giản nhất để mình nhìn thấy được xu hướng. Cái lợi thứ hai đó là mình nhìn thấy được xu hướng dễ dàng. Cái lợi thứ ba đó là nó chỉ biểu hiện những cái người có dũng cảm giữ cổ phiếu qua đêm thôi, tức là giá đóng cửa. Không, nó chỉ biểu hiện những cái đó thôi. Rồi về mà cái khoảng thời gian dài hơn đó, biểu đồ này nó có cái lợi hơn cái biểu đồ khác là nó đơn giản, nó không có cái khoảng cách giữa các thanh thanh bar với nhau, hay là các thanh candle, các thanh nến với nhau, thành ra là biểu đồ này đơn giản, nó liền mạch hơn, dễ nhìn hơn. Cái đồ thị kế tiếp mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái candlestick chart, tức là biểu đồ hình nến, đồ thị hình nến. Thì cái đồ thị hình nến này đó là nó là phát triển từ biểu đồ thanh, biểu đồ bar chart, đồ thị ba, đồ thị thanh, đồ thị bar chart nha các bạn. Cái biểu đồ đỡ nến này nó xuất xứ từ Nhật Bản và nó xuất xứ khoảng mấy trăm năm trước rồi. Cái biểu đồ hình nến này đó, candle chart này đó, là nó đồ thị nến này đó, nó có cái nhìn tổng quan hơn, hiện đại hơn chút xíu. Nhưng mà những người mà thâm niên giao dịch chứng khoán khoảng 20-30 năm trước đó, thì những người professional, những người chuyên nghiệp đó, mình theo mình biết đó, thì họ vẫn sử dụng, do quen mắt họ vẫn sử dụng những cái biểu đồ, những cái đồ thị thanh, đồ thị bar chart. Rồi cái candle chart, biểu đồ nến, đồ thị nến này đó thì nó bao gồm một cái thân chính. Cái thân chính này đó là có giá đóng cửa và giá mở cửa. Rồi đó, ở trên đó mình sẽ thấy một cái phần ở trên, cái đó là giá cao nhất trong ngày. Và mình sẽ thấy được cái upper wick, tức là cái tâm nến trên. Cái tâm nến trên thì rồi mình sẽ thấy được cái tâm nến dưới và giá thấp nhất trong ngày. Thì có thể đó, nhiều khi đó họ sẽ gọi cái phần mà tâm nến đó, phần wick đó, họ sẽ gọi là shadow, tức là cái phần đó là phần bóng, tức là không có thật. Bây giờ mình sẽ xét tới cái biểu đồ đồ thị hình nến trắng, tức là khi mà cái giá mở cửa nó, cái giá đóng cửa nó cao hơn cái giá đóng cửa, và nó sẽ là màu đen khi mà cái giá đóng cửa nó thấp hơn cái giá mở cửa.
Thì cái đây là một cái ví dụ biểu đồ một năm, mỗi thanh biểu thị cho một ngày cho cái công ty OK. Thì mình sẽ thấy đó là cái biểu đồ này đó nó biểu hiện rất là nhiều thông tin nha các bạn. Biểu hiện nhiều thông tin hơn là cái line chart, tức là cái đồ thị đường. Rồi đó, thông thường đó những người mà day trade đó, họ sẽ sử dụng cái đồ thị nến candle chart rất là nhiều. Cái đồ thị kế tiếp đó là đồ thị point and figure, tức là chấm và hình dáng. Thì cái đồ thị này đó là nó chia ra những khoảng thời gian đều đặn với nhau. Và trong những khoảng thời gian đó là mỗi một cái khung, một cái box, nó kêu là một cái box, là nó biểu thị một giá nhất định. Thí dụ như cái biểu đồ này là khoảng giá khoảng $20 đó, thì mỗi một cái khung chữ O là biểu thị giá là $1 lên, và mỗi một cái khung chữ X là biểu thị giá $1 xuống. Thì đối với lại cái biểu thị giá này nó rất là rõ ràng, và nó cho mình cái định lượng về khung thời gian, định lượng về giá. Nó giống như step vậy đó, giống như là từng bước một vậy đó, nó không có để mình biết. Thành ra là cái giá nó, thí dụ như cái đồ thị là một ô, nó biểu thị là $1, thì 99 cent khi nó mức giá di chuyển 99 cent thì nó cũng không vẽ cái ô kế tiếp. Cái này là ví dụ đối với lại mức giá khoảng cho những cổ phiếu khoảng $20. Còn đối với những cổ phiếu mà chứng khoán mà trên $50 hay là $100, thì những cái ô này nó sẽ có cái biểu thị về mức giá khác nhau, và độ lớn nó khác nữa. Cái đồ thị này nó hơi dành cho những người chuyên nghiệp chút xíu nha các bạn. Phần kế tiếp mình sẽ đề cập với các bạn là scaling chart, tức là cách định lượng đồ thị. Thì với cái đồ thị thông thường đó là nó nhảy theo số, tức là mỗi một mức giá nó sẽ có khoảng cách bằng nhau. Càng lên cao hay càng xuống thấp, cái khoảng cách đều bằng nhau. Cái đồ thị thứ hai mình đề cập với các bạn là logarithmic scaling, tức là cái đồ thị nó định lượng theo cái hàm logarithm. Thì là nó, cái số nó càng lớn đó thì nó sẽ càng nhỏ đi, cái khung giá nó càng lớn nó sẽ càng, cái khoảng cách sẽ càng nhỏ đi. Tại sao người ta sẽ sử dụng cái đồ thị logarithm này? Cái đồ thị này đó là đối với những cái đồ thị mà có cái khoảng thời gian quá lớn. Mình sẽ lấy ví dụ là nhìn cái đồ thị bình thường thì mình sẽ không thấy được cái khoảng xuống 85% ở năm 1929 và cái khoảng xuống ở năm 2002. Nhưng mà mình đổi qua cái đồ thị logarithm á, mình sẽ nhìn thấy rõ cái khoảng giá xuống ở năm 1929 và cái khoảng giá xuống ở cái năm 2000. Thì mình sẽ so sánh được cái độ xuống, độ rớt giá nó mạnh yếu như thế nào, nó tương tự ra sao, 85% với lại 45%, thì mình sẽ thấy là cái độ rớt giá ở năm 2000 nó rất thấp hơn năm 1929. Do đó mình có thể lật lại lịch sử hồ sơ, rồi mình nhìn lại cái quá trình lịch sử phản ứng của các nhà giao dịch như thế nào để mình dự đoán. Rồi, xin chào các bạn, video của mình tới đây là hết. Nếu các bạn thích thì vui lòng subscribe.